Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dân Biển. Hôm nay giới thiệu với các bạn một video đi giá cao, các bạn giá cao gần bờ. Cao này thì đi tầm sáng đến chiều hoặc trưa là sẽ vào bán hàng tươi sống, còn mà đi tối á thì sáng mai vào. Đấy. Hiện tại là hôm qua và hôm trước là những ngày gió các bạn không đi được, gió mua, nhưng hôm nay thì êm rồi, trời êm, biển đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ ra khơi để quay về đi giá cao đánh bắt hải sản và cho các ngư dân trong đất liền. Bởi hôm nay là không có cá rồi, bây giờ phải tranh thủ thuyền mình mới ra khỏi cửa biển thôi. Ngoài này có những tàu chai thuyền măn trục bằng ánh sáng là làm đêm rồi, bây giờ ngày là người ta nghỉ, đêm thì người ta làm. Còn người giá cao này thì 3 tiếng 4 tiếng là kéo lên một lần. Đấy, đây có một thuyền câu, đây chắc là thuyền câu làm lúc đêm rồi đấy, bây giờ vào cảng để bán cá. Thuyền này là thuyền câu mực nhảy đêm, đang tiến vào đất liền. Bít thuyền mình chạy tầm 15 phút nữa các bạn thì bắt đầu sẽ bỏ già xuống để đi. Giới thiệu với các bạn đây là cái tơi nguồn của nghề giá này, kêu bằng là nghề giá mini. Thì đây là anh chủ thuyền này, anh này lấy giờ này để đưa ra sau lái để lắp giá vào. Đây là đầu kia có một con lăn, lăn kia sẽ đưa ra sau lái. Hai cái dây như này các bạn sẽ bỏ qua hai con lăn này, cái này một con này. Xuống đây thì có cái dép, đây gọi là khúc lối này, lối này sẽ mở ra được. Bên này một cái, bên kia một cái, còn sau này là chắc già các bạn, già được bỏ trong này. Còn đây là ship, từ bây giờ sẽ buộc tay các bạn. Đây là quan trọng nhất vì cá và tôm nó sẽ ra ngoài này. Đây đã buộc xong rồi này. Mình quay dây điện đi. Rồi bắt đầu bùa ra các bạn, bùa ra ra. Bùa ra ra rồi các bạn. Thì con hai cái dẹp này hai bên nữa chuẩn bị kéo lên để thả xuống. Đang đợi một chút nữa. Dẹp này đã được đưa ra ngoài thuyền rồi các bạn, thì nữa sẽ bắt đầu thả xuống. Hôm nay có một người sẽ hàm này, hàm dây. Rồi như vậy là đã thả ra xuống sông các bạn. Bây giờ thuyền mình thì chạy thôi, chạy tầm 3 tiếng sẽ kéo một lần, kéo với vận tốc là 2.4 lít. Có định giá nào không các bạn, đầy đủ thiết bị. Và khi nào kéo thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn. Bây giờ chỉ có chạy thôi, chạy tầm 3 tiếng, 4 tiếng thì bắt đầu sẽ kéo lên. Đầu này thì cái tơi này các bạn này, sau khi thả xuống thì sẽ có cái ngam để ngam lại thì nó sẽ không ra nữa. Khi nào mình muốn mà nó quay lên thì sẽ đặt cái này qua và kéo dây này thì nó sẽ quay. Chuyện của mình hôm nay thôi, nghề già này thì như thế này thôi các bạn, chủ yếu là kéo già lên để xem là có nhiều hàng hải sản hay không. Chào các bạn, hiện tại thì thuyền mình đã kéo già được 3 tiếng rồi, bây giờ là 10 giờ 15 phút, còn tầm khoảng 45 phút nữa thì bắt đầu kéo
kéo dài vẫn đầu tiên xem kết quả được bao nhiêu. Hiện tại đang lặn xuống được tầm 6-7 lý đấy các bạn. Thuyền trưởng đang vẫn chạy cá này, thì nữa sẽ kéo hàng lên, chuẩn bị kéo da lên các bạn. Thì anh thuyền trưởng sẽ tải một cái bạt ở sân để tí nữa mình kéo da lên ấy, là đổ ra phân loại nhặt đấy, chuẩn bị đấy đấy. Anh đang sắp xếp hai cái thớt đỏ kia các bạn, là bỏ nước vào để đựng tôm rồi là cá, những cái loài hải sản sống. Còn những loài khác thì sẽ bỏ dưới sân, thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi các bạn, bây giờ bắt đầu thuyền mình sẽ tơi lên. Đầu kia là bố mình đấy các bạn, còn bên này là anh trai mình. Thuyền đi ba bố con đang tơi dây dép, hai bên hai chiếc. Hai sợi dây này các bạn là hai cái dép đấy. Còn cái chữ nữa này là của chân vịt, thuyền đang tới nhà. Rồi bây giờ dép đã được lên đây các bạn. Bây giờ sẽ kéo đầy lên, kéo đầy cá lên xem được bao nhiêu. Kéo da lên đây các bạn. Đây là sợi dây đuôi, đuôi của sau cái đầy á, thì cá với tôm nó sẽ ra ngoài kia. Thì nó sẽ bắt cái đuôi này kéo lên và xả đây, xả ra đây, xong bắt đầu nhặt. Có tôm sống, cua ghẹ thì bỏ vào hai cái tháo này, còn cá bỏ ngoài này các bạn. Còn những con gì sống nữa thì mình sẽ bỏ dưới băng để nuôi nó sống, kia bắt đầu vào bán cá ở chợ. Đây các bạn, sau khi kéo bay lên thì đây thành quả của một mẹ, bắt đầu chuẩn bị xả ra tôm loang hay. Bạn đi đến nên là lau camera chụp đã, bắt đầu mở đài ra các bạn, chuẩn bị xả hàng ra. Chẳng lên đi, chẳng đi em xuống đấy, chẳng đi hai. Rồi những cái dè này là để nhặt cá vào, thì đó là cái vả, còn cái vả như vả thì xúc cái máu. Ừ, cá đi. Sửa nhiều quá các bạn, 3 con 4 con luôn. Rồi bây giờ sẽ nhặt tôm. Những con sống nó bỏ vào đây các bạn này. Tôm vào tôm bộp từ ngay tôm rí đi đến loáng. Quét được bới cho tôm đuôi ra nè.
Tùng sắc đi bên tuộng chứ. Tuộng tuộng luôn trong xuống đi. Lạc tông to về một tịt na mới tốt một lạc sáu. Ngã ít thế. Cũng lâu như vậy. Toàn là cá thờ các bạn, cá thờ với tôm. Còn cá đục nữa, nó ít quá, ui tôm lột này. Rồi, bây giờ sẽ nhặt đã. Thưa các bạn, sau khi nhặt xong thì muối, chuẩn bị muối. Thành quả là được mực trứng này này. Mực trứng, phun trứng luôn. Bên này là tôm. Đây là cá. Đây một dãy cá này. Đây là cá thờn. Còn dưới này thì là tôm tít với cá ngát với là tôm bột bò trong đây các bạn, tầm 5-6 cân. Rồi thuyền mình sẽ thả ra tiếp, bây giờ sẽ kéo tiếp, bây giờ mình sẽ ra chạy lại này. Cho anh thuyền trưởng tới muối cá và tôm các bạn. Thì hiện tại là 11:30, tầm chiều tầm 3:30 thì thuyền mình bắt đầu kéo tiếp thêm một mẻ nữa. Thưa các bạn, bây giờ thuyền mình sẽ tơi lên lấy cao, đang tơi nguồn là quay các bạn. Ngoài này thì 2 giờ dẹp và sẽ tự lên. Như vậy là đã kéo ra đấy các bạn. Bây giờ sẽ mở đầy ra. Nghe tiếng tôm tắt 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 tắt. Bấm một đôi mẹ ha. Hôm nay có 2 xu rồi các bạn. Bấm nhỏ vào để có oxy. Nhập tôm ạ. Chỉ nó cao cao ra chứ xưa.
bò xuống trong số chập ngu vỡ có luôn một cái luôn cho tốn thế. Ừ, như vậy là nhặt tôm đã được các bạn. Tôm này thôi. Tôm sống. Giờ bỏ tôm xuống này thì vắng lắm. Tôm xuống đây các bạn. Để cho tôm nó sống. Bây giờ còn trên này thì cá và tôm chó. Bắt đầu sẽ nhặt ra. Phân loại. Bố mình là nhặt ra này, cá thường này các bạn, dế nào là một dế một loại, đôi này là có ghẹ, ít quá, toàn cá thường. Rồi sau khi mình với bố mình nhặt xong các bạn, thì được thứ hai. Cá thường thì nên là cá bầy bà, cái tôm, ngoài kia tôm bộp nữa, còn đây là ghẹ. Bây giờ thuyền sẽ chạy vào chợ để bán, chạy vào tầm 30 phút bắt đầu chạy vào cửa các bạn, thì có hai thuyền giá cao lớn đi ra và một chiếc virus của anh Quyết đang ra cửa. Chúc các thuyền này may mắn bắt được nhiều tôm cá. Giờ sẽ đưa tôm lên các bạn. Mực nữa, mà cho mực nữa. Mực. Cá thơn. Đưa lên trên chợ bán các bạn. Đây khu vực này đang làm lại. Làm chợ. Còn đây là tôm bụp. Rồi bỏ lên nước. Sạc lên rồi chứ. Sạc lên tính đi chứ. Tính đi lúc mua một số thì đi. Con mấy con cá ngạc là các bạn xúc lên luôn, cá ngạc sống tươi sống. Bên này là ghe này, ghe với tung tít. Được nửa to rồi. Còn ba cái nữa các bạn, cá ngát, tôm tít và
ghe đỏ. Rồi đưa lên luôn. Biển đi đánh bắt hải sản vào thôi. Còn nhiệm vụ bán cá thì để cho những người phụ nữ. Bây giờ mình sẽ mở dây để về. Còn những người phụ nữ sẽ lại bán các bạn. Tiền thì mình không biết được bao nhiêu, nhưng mà cá thì này mình quay hết rồi đấy. Hẹn gặp các bạn video sau nhá. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Hẹn gặp các bạn video sau. Bye bye.